Chào mọi người. Chào mọi người nha. Phương em. Em thấy gì không? Bữa nay là anh livestream để mọi người thấy là anh có quyết tâm như thế nào. Mặc dù trong người không có được khỏe nhưng mà anh quyết tâm là anh sẽ phải ốm, anh phải diet lại để anh quay 5 cái trích đoạn cái lưng hồi quản với là những cái bài hát cái lưng hồi quản để hoàn thành lời hứa với tất cả nhà mình. Chào Ngọc Chiến. Bây giờ là phần thu tiếng Long đã xong hết rồi, bây giờ đến phần thu hình thôi. Vậy cho nên bây giờ phải ép lại làm sao cho ốm lại để quay hình. Đó, sáng một cử sáng nguyên cả ngày là chỉ ăn khoai lang nè, ăn hai quả trứng nè, đi uống một cốc C. Chào mọi người, Quế Dương, Suli em nói về Việt Nam sống em về. Và chắc có lẽ là khoảng 10 ngày nữa, từ 10 tới tới 2 tuần, một tuần, chắc có lẽ là 2 tuần cho nó dơi ra. Vì Long còn Thu Thủy, Lâm Thu Thủy, Long còn phải lo quần, lo áo, lo đồ nữa, hình nữa là chắc có lẽ là 2 tuần nữa sẽ quay nha. Long sẽ quay tất cả các trích đoạn để up lên YouTube. Vì vậy cho nên bây giờ là phải xuống cân. Ăn trứng chứ không có bây giờ không có ăn thịt, không có ăn mỡ nữa. Sumi con. Mọi người tối nay tối nay livestream nha mọi người ơi, 7:30 Long livestream nha mọi người. Nhung Tuyết ơi, nhưng mà lên hình nó mập không có chỗ tốt, hát mấy cái vai tướng với lại mấy cái vai đóng vai Trương Du Kỵ mà mập quá đâu có được. Trương Du Kỵ là phải ốm. Sáng ăn một quả, hai quả trứng với là khoai lang thôi. Duy Thủy ơi, em đặt bàn đi. 0793142 ý em 0793171171 nha. Chị bảy khỏe không? Thu, Lê Trọng, Lê Như, Vũ Hướng. Tối nay mọi người vô xem Long livestream nha. 7:30 nha mọi người ơi. Cảm ơn Trần Ca Thi Quỳnh. Hoàng Mai Lê, anh ốm nhưng mà anh vẫn có sức khỏe chứ, anh vẫn tập chứ. Duy Thùy ơi, em bây giờ em điện lại liền đi, có người bắt máy mà. Em gọi xong là em phải bấm số 1 nha, bấm phím 1. Đó, giảm cân là vậy thôi nè, ăn khoai lang nè, mỗi buổi sáng ăn khoai lang với là trứng thôi. Buổi chiều cũng ăn khoai lang với trứng thôi. Buổi tối đừng ăn gì nữa là ốm à. Ăn khoai lang thôi. Anh ở đây thì mình không thấy mập, nhưng mà khi mà lên quay phim á, mặc đồ tướng, mặc đồ kép vô á thì sẽ mập.
Kim Anh con, chú giảm cân. Cảm ơn Diệu Khánh, Thảo Vi, ngày ăn hai trứng với lại khoai lang thôi là đã đủ chất rồi. Uống C, một viên C. Long sẽ cố gắng giảm cân để quay hình cho đẹp. Anh mignon nhưng mà cái bụng anh to, anh phải giảm cái bụng nữa, ăn cái này cho giảm bụng. Giảm bụng bằng đồ két thì nó mới được nha mọi người. Loan Harry ơi, phải ăn kiêng. Nếu mình yêu nghề, mình muốn quay cho đẹp thì mình phải chịu khó. Chứ còn bây giờ anh nói, những cái người mà nghệ sĩ mà lứa tuổi của anh á, mập hết trơn rồi, bụng bự hết trơn rồi, phì hết rồi. Bây giờ anh phải cố gắng giảm cân để quay cho đẹp. Diệu Khánh, đây nè, em cứ làm giống như anh. Bữa sáng em ăn hai trứng hột gà luộc, mà luộc cho nó luộc kiểu mà hồng đào á nha. Rồi xong rồi ăn khoai lang, uống một viên C. Rồi tới chiều cái em ăn thêm mấy củ khoai lang nữa. Rồi cái tới tối nhịn ăn vậy thôi. Anh đã thu xong hết rồi, báo cáo với lại tất cả mọi người là Thoại Mỹ cũng thu xong luôn rồi. Thoại Mỹ cũng thu xong luôn, bây giờ chỉ có quay hình thôi. Em phải đặt trước nha, em phải đặt bàn ở nhà hàng trước nha. 171 Cao Thắng Nối Dài hoặc là 128 đường Tên Lửa thì em phải đặt trước, gọi số điện thoại hotline là 0793171171 nha. Không có mất sức đâu mọi người ơi. Diệu Khánh, đúng rồi, ăn cơm gạo lứt cũng được. Đủ sức khỏe chứ. Bây giờ anh ăn từ bây giờ cho tới cái ngày anh quay luôn. Rồi quay xong rồi ăn lại. Quay xong rồi ăn lại bình thường. Ok. Ok Quỳnh Trang, Cathy ơi, Tết em về nha, gọi anh. Tiên Nguyễn, Lê Hậu, rồi vậy là xong rồi đó, xong một buổi sáng của anh. Phạm Thảo Duy, cảm ơn em, cảm ơn Diệu Khánh, chào Lê Hậu. Còn sữa hồng xăm nha tươi Trần Thị ơi, em gọi số điện thoại 0366923168 giùm anh đi nha. Tươi Trần ơi, em gọi 0366923168, gặp chị Trinh rồi chị Trinh sẽ tư vấn cho em cái sữa hồng xăm nha. Anh giảm cân. Ăn vậy mấy ngày thì ốm lại. Anh ăn cho đến ngày anh quay thôi, 2 tuần. 2 tuần nữa. Thì tối nay Long live stream thì mọi người nhớ vào xem nha. 7:30 Long live stream nha mọi người ơi. Nha mọi người.
Bây giờ thì anh đi ra nhà hàng đây. Nay thầy có quán không? Em đặt bàn ăn BBQ. Em đặt mấy giờ? Hậu ơi, em đặt mấy giờ? Em đặt mấy giờ nói anh nghe. Chào buổi sáng vui vẻ Mộng Ngọc. Chào em. Anh là Kim Tử Long chứ không phải là Kim Tiểu Long nha. Trọng tới ký ức ơi, ký ức ơi. Anh là Kim Tử Long nha. Bích Nguyễn. Ừ, tối nay anh lay Kim nha. Bây giờ anh đi làm đây. Rồi, bây giờ anh đi làm đây mọi người ơi. Chào mọi người nha. Loan Harry. Anh ăn 2 tuần chắc anh xuống được khoảng 2-3 kg rồi đó. Hy vọng là sẽ xuống khoảng 2-3 kg. Em sẽ canh anh. Diệu Khánh ơi, tối nay 7 giờ rưỡi nha em ha. Ký ức. Ồ, bé Bông, con có tặng hoa cho chú hả? Ừ, cảm ơn con nhiều nha. Trinh Tú ơi, anh không ăn cơm, bây giờ là anh đang dưỡng để cho anh quay mà. Quy dưỡng sao để cho mất cái bụng nè. Quay nó mới đẹp. Rồi dưỡng sao cho mặt nó gọn lại nè, nó không có nọng nè, quay nó mới đẹp. Mình yêu nghề rồi thì mình phải hy sinh vậy thôi. Nha. Rồi thôi bây giờ Diệu Khánh giọng hát của anh ấm lắm à. Ừ, anh cảm ơn em. Anh hát một câu cải lương đi anh, thích nghe anh hát Phương Pham. Một câu cải lương hả? Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mạc từ, tôi vội quay lưng vào trong bóng tối khi chuông khuya nức nở đổ liên hồi, ướp mặt vào tay nghe chua xót ngậm ngùi, nàng lũ tiếng hỏi vì sao tôi không nói. Tôi bảo hết rồi còn chi nữa mộng cầm ơi. Tôi đã quên nàng, sao nàng chẳng quên tôi. Thương tiếc làm chi một cuộc tình đã lỡ. Thôi hãy về đi kẻo sương khuya thâm lạnh. Lạnh dần trăng và lạnh thâm dài gầy. Rồi anh chào tất cả mọi người ra, bây giờ anh phải đi rồi. Hy vọng là tối nay 7 giờ rưỡi mọi người vào xem Long livestream nha. Nha mọi người ơi, còn ai có đặt hàng, ai có đặt nhà hàng quá đã thì gọi số điện thoại 0793 171 171 nha mọi người ơi. 7 giờ rưỡi nha ai, Ánh Nhi ơi, Ánh Như ơi, 7 giờ rưỡi anh livestream nha. Anizun, ừ, Trần Quỳnh Giao. Mọi người gọi 0793 171 171. Rồi muốn ăn ở Quá Đã 1 thì bấm xuống phím 1, Quá Đã 2 thì bấm phím 2, sẽ có nhân viên phục vụ nha. Kim Khuyến rồi, cảm ơn em. Đúng rồi, anh quay với chị Thái Nguyễn, Ngọc Anh Nguyễn ơi. Tối mọi người vô nha. Hy vọng là tối nay cá mập nó sẽ không cắn. Rồi, anh chào mọi người nha. Bây giờ anh phải đi ra nhà hàng đây. Bye bye mọi người. Yêu mọi người. Bye bye.